Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là mấy cái thùng em đang sơn dở. Thì tranh thủ tối đêm test một số người của bác trên cái thùng TH118XN. Mà nhiều các bác bảo là cái thùng này làm sai này. Các bác nào bảo làm sai thì bây giờ nghe em nói đã nhá. Rồi hãng mắng và hãng chửi. Nhớ chưa? Cái thùng này thì em đã bảo rồi là nắp với những cái loại bát nó yêu cầu khối lượng cộng hưởng thật sự phải lớn thì nó mới ra được chất, đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây cái con này là của khách này, mà khách mang đến thì em cũng chợt nhớ ra là con bát này cũng khá là kén thùng, đúng ấy, phải nói là khá là kén thùng. Bởi vì những cái con bát này mà nắp vào cái scope này thì nó đánh cũng phải gọi là cũng kinh hồn bạt vía, mà yêu cầu công suất không quân lớn. Nó chỉ cần các bác chỉ cần con đẩy tầm 800W trên 8 ohm này có thể đánh được cái con bát này rồi. Con này là JBN2241H. Có đời cao cấp nữa thì nó là 2242 thì nam châm nó sẽ dày hơn. Đấy, và thép tường xong nó sẽ dày hơn. Và công suất nó sẽ là 800W. À, con này là nếu mà đúng của hãng là 600. Còn bản này là bản Trung Quốc, con này nó khoảng tầm 800. Như em tìm hiểu thông tin của hãng thì cái bát này là nó yêu cầu cái khối lượng cộng hưởng là 310 nít. Khối lượng cộng hưởng 310 nít. Đấy, và trên đây thì một cái bát này bát bãi, bát của BNC. Con này thì thông tin em tìm hiểu được đó là khối lượng cộng hưởng là 150 nít. Tức là trên cái thùng EG này, E218 này, khối lượng cộng hưởng là 150 nít. Đấy, và cái bát này nắp vào cái thùng này thì đánh nó cũng ra được. Nhưng mà nắp cái bát này vào cái thùng này thì đánh nó cũng cũng đáp ứng được. Thì trên đây là cái thông số mà em vừa nãy em có chụp ảnh lại thì kể qua với các bác như này nhá. Thì đây là một loạt thông số súp với full này em có chụp ảnh của đánh dấu hết rồi đây này. Con này là TH112XN, nắp cái củ bát của JB kìa. Đấy, và đây con này 118XN, quên cái này phải sửa tên lại đã. Đấy, các bác thông cảm tí. Em lắm khi là nhiều hàng quá nên là nhầm nhọt là chuyện bình thường. Con này TH118XN này. Con này là nắp cái củ bát 2241, tức là cái bát của JB kìa. Thì cái điểm cộng của nó nhất đây đó là khoảng 63 Hz, 62-63 Hz đặt đỉnh. Đấy. Và trừ 3 đây thì nó là vào 31 Hz tại trừ 3 dB. Đấy, gọi là lấy mẫu còn khá là cân bằng thôi. Và đỉnh đến đây khi đỉnh đến mà chéo vài điểm đuôi đây là nó là vào 85 Hz. Đấy. Và đây là TH118XN, nắp cái củ bát BNC. Thì tần số đáp ứng cơ bản nó cái giải trừ 3 này cũng khá là đều như nhau. Nhưng cái điểm mũ trên này này, cái đoạn 63 Hz thì nó sẽ hụt hơn một tí. Đấy, thì như thế là các bác sẽ đã hiểu rồi đúng không ạ? Nó hụt hơn một tí. Và đến đuôi này nó cũng tương tự như vậy thôi. Tương tự như vậy, có cái điểm pha này nó chéo. Đấy, chéo pha luôn. Đấy. Thì bây giờ em đã nói rồi nhá. Cái khối lượng cộng hưởng của nó bát này. Đấy, của nó bát với cái thùng nó cực kỳ quan trọng. Nếu như các bác không yêu cầu quá là cầu kỳ về một cái loa, các bác chỉ cần nó kêu được là được. Các bác không phải mua cái thùng đắt tiền này. Cái thùng này nó gần 6 triệu một đôi. Các bác mua cái loại thùng nó chỉ cần 4 triệu một đôi mà bao ship ấy. Cái loại JB718 đấy, hoặc là Martin S18 ấy, thì nó chỉ cần cái bát nó rẻ tiền thôi, nó đánh ra được chất rồi. Nhưng mà để áp được lớn và cộng hưởng những cái nhịp tần số êm và sâu, các bác không thể sử dụng những cái thùng ấy được, mà các bác phải dùng những cái thùng nó chất như này và to như này. Đây, trên đây em nói qua cho các bác nhé. Thì em hiện tại đây đang có là SC118XN và TH118XN đều là phiên bản to. Cái cỡ thùng thì nó rất là lớn. Cái cỡ thùng to như con xúc kép. Thì đây là con xúc kép này. Con này là con xúc kép E218 này. Hàng bãi xịn nha. Em tháo củ loa nó vào đây này, lấy thông số đo thì nó ra được cái thông số như vậy. Thì như vậy là các bác biết qua về cái quá trình em làm rồi. Tất cả loa đều được kiểm tra và test thử đầy đủ hết. Và trước khi ra mắt thị trường thì em đều test thử. Ví dụ con nào mà không ổn cái là coi như là hóa vàng luôn lô đó. Coi như là mang ra châm lửa. Đấy. Lô nào mà vẫn còn cố tình giữ lại nghiên cứu thì sẽ là nghiên cứu thôi, chứ không có bán. Thì trên đây các bác nhé, 31 Hz tại trừ 3 dB. Và em nói luôn các bác này, để mà trên thị trường có anh em nào làm cỡ như em thôi, nghiên cứu thùng loa, đóng cái thùng loa đo đạc đầy đủ như này,
chắc có mỗi thì ở miền Bắc thì có mỗi cái thằng Văn Lộc này, có mỗi em thôi. Còn miền Trung miền Nam thì em chưa biết là các anh là có dám đo như này không. Đây, em đầy đủ đồ em đo đây. Em chả ngại gì, em chả vướng cái gì cả. Xấu đẹp để đo lên để các bác biết cái thông số, để các bác làm cái gì thì làm. Đấy, đây là đo tại khoảng cách là 1 mét thì nó ra cái thông số như vậy. Còn đây là nhá, đang là để ngược nhá, còn để nằm xuống dưới đất nhá, khả năng cộng hưởng nó sẽ được tốt hơn. Mà có khi nó ra được cái nhịp êm và sâu hơn. Và như các bác thấy cái thông số em đo kia là nói chung là khá là tin tưởng được. Khá là tin tưởng được với thông số như vậy. Thì các bác có ý kiến thắc mắc gì thì liên hệ trực tiếp nhá. Còn đề xuất với cái thùng này các bác cắt ý, thì là nó sẽ là như này. Từ khoảng 30 hec, từ khoảng 30 hec điểm thấp nhá, đến khoảng cao là 80 hoặc 90 hec các bác cắt đi. Và các bác nếu như các bác mà đánh chương trình lớn ý, thì các bác cần phải có thêm mic nom thì nó sẽ hài hòa hơn và nó chính xác hơn. Bởi vì nó bị chéo pha này, từ 30 hec đến từ 20 hec, 30 hec đến đoạn 80 90 hec thì nó bị chéo pha một vòng pha. Từ đoạn ý chéo lên nữa thì nó sẽ một vòng pha thứ hai. Tức là con này nó chỉ đệm vào những cái tần số siêu trầm mà các bác làm những chương trình nó yêu cầu là tần số nhịp, tần số dưới 40 hec phải có thì các bác lựa chọn con này. Còn để mà nói con này đánh có nực không thì nó đánh cũng có nực. Mà nực của nó rất là mạnh luôn. Bởi vì hai khoang cộng hưởng, khoang trước màng loa nha, khoang trước màng loa thì nó chạy rích rắc trong thùng, khoang sau màng loa thì cộng hưởng với khối lượng hở kia nó sẽ ra luôn. Nó đánh nó còn nhỉnh hơn so với SC thì nó sẽ được cái tiếng nó mềm hơn một tí. Thực tế là có khi là sẽ được mềm hơn một tí nếu như hợp với một số công cụ loa đặc biệt. Đấy, hoặc là nếu như các bác không nắp mà không quen thì nó sẽ cục tính thôi. Đấy. Thì đây em nói luôn nhá. Cái thùng này này thì nắp được tất cả các loại củ loa 18 inch, cũng 18 inch thì các bác nắp được. Cùng nắm nó lệch lỗ ốc thôi. Bởi vì mỗi một hãng loa nó sẽ cho ra một cái kích cỡ và một lỗ ốc nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ dòng CB này thì con này lỗ ốc lại khác, nó to hơn và khung xương viền của nó lại to hơn. Ví dụ con bát kia mà nắp vào cái con SC 118N này ấy, thì nó sẽ vừa khít luôn. Nhưng mà cái con GB này nó nắp vào cái thùng này thì nó lại không vừa. À, được chưa? Nó lại không vừa. Không nắp vào cái thùng này được. À, nó bị kích. Nếu như nắp các bác mà bảo là anh có bát GB này, loại như này, loại như kia, miễn là GB như này này. Con này là 2241, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245 đều là cái khung xương kiểu dạng như này. Nó khác mỗi cái củ nam châm và thép từ, cùng như côn màng nó khác nhau tí thôi, còn khung xương nó kiểu như nhau, cùng trên một khung xương thì nó mỗi loại nó sẽ cho ra một cái tần số cộng hưởng nó khác nhau một tí, về gân, về màng, về nhện, các cái nó khác nhau một tí. Con này thì là gân ba gân, vải tẩm dầu, màng, kích cỡ dao động nó có một tí này thôi. Còn như cái con bát BNC kia thì nó sẽ nhỉnh hơn như này. Đấy. Và dao động màng con này nó không được nhiều, con này nó chỉ được có vào 3 cm tối đa thôi trước khi gãy cổ màng, trung bình là 2,2 đến 2,5 cm. Con này thì có thể dao động được 4 cm tối đa, trung bình nó khoảng tầm 3,2 đến 3,8 cm. Đấy, nó là như thế. Con nào dao động càng nhiều thì nó không cần khối lượng thùng càng lớn, được chưa? Cái màng của nó dao động được nhiều này thì cần một cái thùng bình thường thôi, khối lượng nó khoảng tầm 180-200 lít hoặc thế thôi. Đấy. Còn nếu như cái màng nào nó không dao động được nhiều ấy, nó gọi là màng nó cứng ấy, thì các bác cần phải có những cái thùng nó như này. Nó to này, thùng này khối lượng cộng hưởng ở trong thùng là vào 320 lít khối lượng cộng hưởng. Đấy. Còn cái thùng SC 118 này khối lượng cộng hưởng trong thùng khoang cộng hưởng chính nhá là 180 lít và chưa tính nếu mà cộng với cả cái lỗ thoát hơi này. Ui trời, các bác cứ tính hộ em cái. Nó to thế này cơ mà. Thì hai khoang nó to như nhau, nếu như tổng thể thì con này nó sẽ nhỉnh hơn con TH 118N. Còn nếu như khoang chính của nó thì nó sẽ nhỏ hơn con TH118N. Đây, trên cái thông số như em làm này. Đây em làm này là em khớp với đồ, khớp với củ loa để cho ra một số cái dòng súp nó đánh vừa mạnh, vừa nực, vừa êm, vừa sâu. Đấy. Và cũng nói luôn này, cái loa súp ấy mà xuống được dưới 40 hec, gọi là 33 hec thôi nhá, các bác mua trên thị trường hàng gióng gần như là không có đâu. Không có đâu, đo đạc đầy đủ như này là không có đâu. Em tuyên bố thẳng luôn. Còn các bác nào mà thích đấu khẩu với em thì vác đồ đến đây, em sẽ làm, em chứng minh cho các bác thấy hàng của em làm nó khác hoàn toàn trên thị trường. Từ cái vật liệu gỗ đóng thùng nó tốt hơn, chuyên môn kỹ thuật em có, em không ngại gì cả. Em có thể gần như em chấp luôn các bác, cầm đèn chạy trước ô tô cho các bác chạy trước luôn.
Còn sau các bác học được cái bí quyết của em rồi thì các bác đấy, các bác tung ra đi, các bác bung lụa đi. Em sẵn sàng em nhường luôn cho các bác những cái mảng, những cái miếng cơm nó ngon như thế này. Đấy, tại sao các bác không làm được? Các bác không đủ trình độ làm được. Các bác không chịu học hỏi, bảo thủ, xong bắt đầu là cứ tự cho mình là giỏi, tạo ra những mẫu thùng như thế này, như thế kia. Khối lượng cộng hưởng màng hoa thì không có. Lắm khi cái nhiều quả súp em đi xét lắp lại, cái đo lắp tuyến tần số nó chỉ ngang các loại súp này thôi. Con này, súp kép 30 này, tần số cộng trừ 3 dB là 43 Hz. 43 Hz con này. Đấy. À không chắc chắn. Thì đây em sẽ quay cho các bác xem nha. Thực tế là em có những cái thông số mà các bác sẽ muốn xem trên cái máy tính của em. Ví dụ cái số hôm trước em quay đó là súp này 1202. Thì con này tại trừ 3 dB. Đây là 53 Hz này. 53 Hz. Tại trừ 6 dB 48-49 Hz. Tại trừ 9 dB đấy, tức là chân đống rơm rồi, là 43 Hz. Đấy. Và nếu như các bác làm thì các bác tin tưởng là khoảng này, một vòng pha này, tức là từ 57 Hz này đến đoạn trên này là 156 Hz. Nó cắt này là dựa trên cái công cụ có sẵn của con đẩy này. Tất cả em dựa trên con đẩy này. Đấy, là súp kép 30. Còn súp đơn 30 thì nó là như thế này. Tại trừ 3 dB là 50 Hz. Tại điểm cao nhất là 158 Hz. Đấy. Còn trừ 6 thì nó sẽ là được 45 Hz. Trừ 9 là 42 Hz. Đấy. Thì thường nó là như vậy. Ưu tiên là một vòng pha này đều có feedback đi lấy hết để đo nó mẫu thông số và tiêu chuẩn. Là nó là như thế. Được chưa? Đấy, đây là thông số đầy đủ, em làm nghiêm chỉnh lắm, không làm vớ vẩn đâu. Đấy. Và còn ví dụ như là một số dòng loa súp đặc biệt như là TH112N, nó là như này. Đây. Nó sẽ có thông số dựa trên vòng pha rất là ấn tượng luôn. Tại trừ 3 dB là 44 Hz. Đấy. Đến đây là 116 Hz, đỉnh đây là 79 Hz. Nó như này thôi, nó bình thường thôi. Đấy. Thì em đã gặp những quả súp mà trừ 3 dB đo tại khoảng cách là 1 m và feed check delay đầy đủ. Nó là 53 Hz. Nó như con súp kép 30 kìa, nó đánh rất là nực. Đánh rất là nực. Nhưng mà xuống êm sâu không có, mà rõ ràng súp kép một thùng to đùng. To hơn con này, to phải ngang với những con thùng em đang sơn dở kìa. Đó là BC218SH. Đấy, mà súp hầm đồng hoàng mà to như thế mà cuối cùng không hợp với củ loa, không hợp với thùng, nó ra cái thông số như các bác vừa xem đấy. Thì đây, trên đây là em chứng minh cho các bác người Việt Nam làm được, người Hưng Yên nói được làm được. Em là người Hưng Yên. Còn các bác bảo hàng của Hưng Yên không ra gì thế này thế kia, các bác xem lại. Bởi vì tùy từng cửa hàng và tùy từng người, những người nào có chuyên môn kỹ thuật cao thì là liên tục nhận được những cái ca của là ối ôi khó đẻ, ối ôi khó sửa, ối ôi khiếp thế. Và như hiện tại em đang được khá là nhiều các cửa hàng khác mời để giới thiệu sản phẩm. Chuyên môn kỹ thuật em có, chuyên môn những kỹ thuật em có, thì em có thể tự tin là em đứng trước máy quay bình thường. Còn anh em nào nói là quá hay, quá đẳng cấp, quá chất lượng thế này thế kia, đừng tin vội. Đo đạc này, nó mới là chứng minh này. Chứng minh bằng cái đo đạc này, thông số hiển thị bằng mắt này. Để các bác mua hàng nhìn đây này. Đấy, đồ này, chất lượng như này này, chứ không nói mồm, được chưa? Và nhiều con súp hay là nhiều con loa, nó ghi thông số một kiểu thôi nhưng mà đo lên nó không được như thế. Đấy, nên là các bác mua hàng cân nhắc được kỹ nhá. Còn các bác xem cửa hàng nào mua ở bên nào ưng ý thì mua. Em không có ưu tiên là các bác bỏ hết tất cả chỗ kia đi mua bên em không có. Ưng chỗ nào mua chỗ đấy, thuận mua vừa bán. Mà bên em cũng nói luôn là em làm này là vì đam mê, thứ hai nữa là về chứng minh các bác là làm kỹ thuật của em giỏi đến mức như thế này. Còn anh em nào kỹ thuật nào mà giỏi hơn nữa, cứ việc chứng minh giỏi hơn em sẽ mua lại. Giỏi hơn em sẽ mua lại. Mà giỏi hơn nữa thì em sẽ đi đến tận nơi, em xách ba lô đến tận nơi em học nghề. Đấy. Được chưa? Thì em không có giấu nghề. Đây, bán hàng nói thẳng luôn. Đồ nào, của đó, tiền nào, vật vậy. Đấy, nên là nói để các bác cùng xem nhá. Cái củ bát này nó hợp với thùng nó cực kỳ quan trọng. Thay vì các bác là mua cái củ loa nó rất là khủng, nhưng về các bác nắp vào cái thùng nó ối ôi
xong bắt đầu là nãy đổ cho cụ nó thua thực kiểu như thế thì thua. Thực tế thì em làm rất nhiều rồi, có những củ noa từ 28 của 125 nắp vào cái thùng Martin F18 hay là cái thùng 718, xong là các bác bảo con này đánh nó không êm không sâu, nó chỉ nực thôi. Em đã nói rồi, con nghĩ là phải nắp vào cái thùng to, các bác không nghe, xong các bác mua về các bác chê, xong các bác đăng bài bóc phốt, em mời các bác đăng bài phong phốt. Được chưa, chứng minh đây nhá, đã chứng minh rồi đấy. Còn hôm nào em sẽ so sánh, em lấy một cái thùng 718 về, em nắp cái bát này vào cái thùng 718 và em nắp một cái bát như này nữa vào cái thùng TS 118N này để chứng minh cho các bác xem cái củ noa khi nó hợp với thùng nó ra cái tiếng như nào. Được chưa? Ôi, video đến đây là kết thúc nhá. Các bác nào có thắc mắc gì thì liên hệ trực tiếp, em bán hàng đầy đủ hết, tất cả các hàng đều em đều bán hết. Và em xin mời các bác đăng ký thêm một kênh mới của bên em, đó là Văn Lộc cái gì cũng biết. Đấy, kênh YouTube mới của em là Văn Lộc cái gì cũng biết. Được chưa? Đấy, em sẽ chia sẻ cực kỳ nhiều cái hay trên đó, nên mong các bác ủng hộ rất là nhiều.